tổng quốc lào bằng lễ cạt nhẹ pin hồng khòng chưa cốt mơn hồng là nừng cuồng quân bóng vỉa quan trọng khòng dự án hiểm trừ các bánh khái nên văn hóa cổng chiêng nàng tỉnh Đắk Lắk y là dự án tó lúc bùn bánh khái ngờ lang văn hóa chủ trợ cốt vào trùng cánh văn hóa cổng chiêng vào riêng cả kiên các mà bè qua in nhót dùng đế kỳ rú hà dần mương. Phóng viên Ngọc Thúy đang mít nà nàng Đắk Lắk chi trên xú sum hau bưng hún ảnh ma bằng lễ buồn sòn nhỉ. Sò tạc trao mì nặng khỏi nhanh tàng mi nà nàng làng hương dần mương buồn dề xúc xá đắc với huyện Đắk tỉnh Đắk Lắk chất nỉ sòng chú hơn vào mè mơ nông. Ông Y Nam Pang tinh cánh ông Y Thiên Kỳ đang chấp năm lễ cả nhẹ bên ông tòa hình không chiên lang. Bằng lễ nỉ đầy say mỏ mi lông tình trừa của lông chấp năm tó nả tục bo cá sòng chú hơn trong hạp cạt nhẹ. Khải nàng là lễ cống sơ giàng. Bưng tàng trường cống sơ đầy ảo trường sở trầm cấp đôi kiến sú buồn làng. Bàng lễ cạt nhiệt bình hồng với lông chôm hạp trứng mài khòng sàm xếp côn tràng khắp xe, cánh bò mè bản cuống vầy chôm trúc hở bưng côn để cạt nhẹ. Tò hịt không khòng chừa con mờ nông, lễ cạt nhiệt bình hồng trắng đầy chấp năm, chơ bưng côn nằn báu trừ hò hang tay hơn cằn, vì cạt nhẹ đầy hát muôn trời chấp năm, tó lang mon, cạt bền xính cù sở trầm, sòng phái lụ làn, đù cằn sơn bình hồng của hương, tròi sửa cằn chơ bỏ dạ cha. Tùng bô lào lễ cạt nhẹ bên hồng khóng cơn mùa nồng, lần nừng cuồng lại bóng về khổng dự án, hiểm trừ các bánh khải ngân lang văn hóa cổng chiêng, khổng tỉnh Đắk Lắk chấp năm, té bườn xí, họt bườn xếp sòng, vì sòng phát ra sòng.